Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng nhau chia sẻ lời Chúa ngày thứ tư mùng 3 tháng 5 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ 4 mùa Phục Sinh. Và hôm nay giáo hội kính nhớ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe. Thánh Giacobbe này gọi là Giacobbe hậu, là người được Chúa gọi sau. Trước đó thì Chúa gọi ông Giacobbe là anh của ông Gioan tông đồ. Sau này thì Chúa gọi thêm một ông Giacobbe nữa mà chúng ta mừng lễ ngày hôm nay mùng 3 tháng 5 và được gọi là Giacobbe. Và cũng là người anh em họ với Chúa Giêsu. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng ngày lễ Thánh Philippe và Giacobbe tông đồ. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Philippe nói thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua thứ ba. Đức Giêsu nói: con chiên của ta thì nghe tiếng ta. Nếu chúng ta là môn đệ của Đức Giêsu thì phải nghe lời Chúa Giêsu. Hằng ngày thì chúng ta vẫn lắng nghe lời của Chúa Giêsu. Xin cho chúng ta luôn luôn lắng nghe, ghi nhớ những lời của Chúa Giêsu để chúng ta trở thành đoàn chiên. Chúa Giêsu nói còn nhiều người chưa có biết Thầy, chưa có biết ta, và Thầy cũng sẽ tìm mọi cách để đưa họ trở về, để chỉ có một đoàn chiên và một chủ chiên. Hôm qua thì Chúa Giêsu nói con chiên ta thì nghe tiếng ta. Xin cho chúng ta biết nghe lời Chúa Giêsu, rồi ta biết chúng và chúng theo ta. Chúa Giêsu biết rõ chúng ta, và Chúa Giêsu nói rằng là ta ban cho chúng sự sống đời đời. Xin cho tất cả chúng ta là con chiên của Chúa Giêsu, qua việc chúng ta lắng nghe lời Chúa Giêsu, theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng xác tín rằng Chúa Giêsu biết rõ cuộc đời của chúng ta, và Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Xin cho chúng ta có cái sự xác tín này. Tin theo Chúa, đi theo Chúa, chúng ta sẽ có được sự sống đời đời. Rồi hôm nay chúng ta mừng lễ hai thánh tông đồ Philippe và Giacobbe tông đồ. Trong 12 thánh tông đồ thì có hai cặp anh em ruột. Cặp thứ nhất là ông Andre và ông Simon. Ông Andre là anh và ông Simon là em, hai anh em ruột. Và cặp thứ hai là thánh Giacobbe và thánh Gioan. Thánh Giacobbe chúng ta mừng lễ vào ngày 25 tháng 7 đó, gọi là Giacobbe tiền. Và thánh Gioan tông đồ, người viết sách tin mừng. Đó là trong 12 tông đồ thì có hai cặp anh em ruột là Andre và Simon Phêrô, rồi Giacobbe và Gioan. Rồi trong 12 thánh tông đồ thì cũng có ba cặp là trùng tên. Cặp thứ nhất là Simon Phêrô và Simon Nhiệt Thành. Simon Phêrô và Simon Nhiệt Thành là cặp thứ nhất trùng tên. Cặp trùng tên thứ hai là chúng ta mừng lễ ngày hôm nay, đó là Giacobbe tiền và Giacobbe hậu. Giacobbe anh của Gioan tông đồ, và Giacobbe chúng ta mừng lễ ngày hôm nay với Philippe, đó là Giacobbe hậu. Và một cặp thứ ba nữa đó là Judas Tadeo và Judas Iscariot, là nhân vật đứng thứ 12, là kẻ đã nộp Chúa Giêsu. Thế thì hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Philippe và Thánh Giacobbe. Đây là Thánh Giacobbe hậu, là người tông đồ được Chúa gọi sau. Giacobbe tiền là tông đồ anh ruột của Gioan tông đồ, đó là Chúa Giêsu gọi trước, gọi là Giacobbe tiền. Chúng ta mừng lễ vào ngày 25 tháng 7. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5, chúng ta mừng lễ Thánh Giacobbe hậu cùng với ông Philippe.
Rồi chúng ta lắng nghe tiểu sử của hai vị này một chút. Thánh Philippe quê ở Bethsaida, ban đầu người là môn đệ của Thánh Gioan Tẩy Giả, sau đó người theo Chúa Giêsu. Còn Thánh Giacôbê người là anh em bà con với Chúa Giêsu. Khi Đức Giêsu đi rao giảng thì người ta nói rằng ông này là con ông Giuse, con bà Maria, anh em với ông Giuse, với ông Giuđa Giôsêp, Simon Giuđa Giôsêp. Thế thì trong 12 thánh tông đồ thì cũng có ba người là anh em, đó là ông Simon, ông Giuđa, ông Giôsêp, là những người anh em họ với Chúa Giêsu. Thì ông Giacôbê chúng ta mừng lễ ngày hôm nay là người anh em họ với Chúa Giêsu. Thánh Giacôbê người là anh em bà con với Chúa Giêsu và là con của ông Anphê, người đã lãnh đạo giáo đoàn Jerusalem và đã giúp cho nhiều người Do Thái đón nhận đức tin. Người còn để lại một bức thư, người trừ tự đạo năm 62. Đó là một chút tiểu sử của hai thánh thông đồ Philippe và Giacôbê. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Giờ lìa bỏ thế gian, điều này muốn ám chỉ rằng Đức Giêsu hoàn toàn tự do đi vào cái chết, chứ không phải ai bắt được Chúa cả. Và giờ chết của Chúa Giêsu là giờ Chúa Giêsu lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Thì chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta đi theo Đức Giêsu thì chúng ta không có giờ chết. Cái giờ chết là cái giờ mà chúng ta lìa bỏ thế gian mà về với Chúa của chúng ta. Xin cho chúng ta có niềm xác tín này. Đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng chính Thầy là con đường. Chúng ta nhớ nha, Chúa Giêsu là con đường, chính Thầy là con đường. Cuộc sống của chúng ta có những lúc bế tắc thì chúng ta phải nhớ Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên, Chúa Giêsu cũng là con đường, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Cái câu này cũng mang một cái ý nghĩa rất là lớn lao nha. Chúa Giêsu là đường, là sự thật. Cuộc sống này chỉ có một sự thật thôi, đó là thiên đàng. Chúa là thật, còn ngoài Chúa ra là đều là chóng qua. Thật thì là phải vĩnh cửu mà. Chúa Giêsu là đường, Chúa Giêsu là sự thật, là cái vĩnh cửu đó. Và Chúa Giêsu là sự sống đời đời. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Không ai có thể đến với Thiên Chúa, không ai có thể đến với thiên đàng mà không qua Chúa Giêsu. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Chúa Giêsu nói là Chúa Giêsu là con đường này, Chúa Giêsu là sự thật, Chúa Giêsu là sự sống. Ai mà muốn đến với Thiên Chúa Cha thì đều phải qua Chúa Giêsu nhé. Và nếu anh em biết Thầy thì anh em cũng biết Chúa Cha. Và ngay từ bây giờ anh em đã biết Chúa Cha bởi vì anh em đã thấy Chúa Giêsu. Ông Philippe nói, thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha như thế là chúng con mãn nguyện. Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời, Thầy ở với anh em mấy lâu mà anh Philippe anh chưa biết Thầy ư? Câu này cũng rất là hay. Chúa Giêsu có thể nói với tất cả chúng ta là chúng con đi lễ bao nhiêu năm rồi mà chúng con không biết Chúa ư? Nhiều người trong chúng ta đi theo Chúa cả một đời 6-70 tuổi mà nhiều khi hỏi là thế Chúa như thế nào chúng ta cũng không có nói được. Bởi vì sao? Bởi vì có thể chúng ta đi lễ chúng ta cũng chỉ xin cho con có sức khỏe, xin cho chúng con có công ăn việc làm, xin cho gia đình của chúng con được bình an. Và ngày hôm nay này, sau khi Chúa Giêsu nói với ông Philippe là Thầy ở với anh em bao nhiêu lâu rồi mà anh em không biết Thầy, thì bây giờ chúng ta phải có một cái cầu xin này, lạy Chúa xin cho con biết Chúa. Như là Thánh Augustino khi được ơn trở lại, lạy Chúa xin cho con biết Chúa, bước chân vô nhà thờ, lạy Chúa xin cho con biết Chúa. Biết Chúa là trên hết, còn sức khỏe, công ăn việc làm, bình an là những cái mà biết Chúa rồi thì nó cũng sẽ có được bình an, có được sức khỏe, có được tất cả. Thì Chúa Giêsu nói với ông Philippe là anh ở với Thầy bao lâu rồi mà anh không biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Nên là nếu chúng ta biết Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ biết Thiên Chúa. Sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng là Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Chúa Giêsu khẳng định, Thầy Chúa Giêsu nói, tôi và Cha tôi là một. Ai thấy tôi là thấy Chúa Cha. Thế thì Chúa Giêsu nói với các tông đồ là các anh ở với Thầy thì các anh phải thấy rằng là các anh biết Thầy thì Thầy cũng chính là Chúa Cha. Thầy với Chúa Cha là một. Và tất cả những lời Thầy nói ra đây thì không phải là lời mà Thầy nói, mà là Chúa Cha nói trong Thầy.
Thì đấy cũng là một cái ý thứ nhất ha. Nếu chúng ta biết Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ biết, thì cũng là biết Chúa Cha. Nếu biết Chúa Giêsu thì cũng là biết Chúa Cha. Mà làm thế nào để biết Chúa Giêsu? Thế thì Chúa Giêsu nói là những lời thầy nói đây, những lời thầy nói đây không phải là thầy nói mà là Chúa Cha nói trong thầy. Thế thì khi chúng ta cứ nghe lời Chúa Giêsu, cố gắng nghe lời Chúa. Khi chúng ta cố gắng lắng nghe lời Chúa thấm nhập vào trong lòng chúng ta là chúng ta biết Chúa Giêsu, mà biết Chúa Giêsu là Chúa Cha, là biết Chúa Cha. Các lời thầy nói với anh em, thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong thầy, người làm những việc của mình. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin những công việc thầy làm nha. Chúng ta luôn luôn là có hai cái. Thứ nhất là những lời Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu làm. Chúa Giêsu làm cái gì? Chúa Giêsu cầu nguyện. Rồi đối với mọi người thì Chúa Giêsu chữa bệnh, Chúa Giêsu trừ quỷ, Chúa Giêsu cho kẻ chết sống lại, Chúa Giêsu cho kẻ đói được ăn. Đó là những việc Chúa Giêsu làm. Thế thì những việc, những lời Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu làm giúp cho chúng ta biết Chúa Giêsu. Ngày xưa Chúa Giêsu làm cho người đau ốm hết bệnh thì bây giờ chúng ta có bệnh chúng ta cứ chạy đến với Chúa. Ngày xưa Chúa làm cho anh mù được thấy Chúa thì bây giờ chúng ta cứ chạy đến với Chúa, xin cho con thấy Chúa thì chúng ta cũng sẽ thấy Chúa. Những lời Chúa nói và những việc Chúa làm giúp cho chúng ta nhận ra Chúa Giêsu, mà biết Chúa Giêsu là biết Thiên Chúa. Anh em hãy tin thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin những công việc thầy làm nha. Chúng ta cũng cần phải biết những việc Chúa làm. Ngày xưa thấy người ta đói là Chúa cho người ta ăn này. Thấy người ta đau bệnh, Chúa chữa bệnh cho người ta này. Thấy người ta bị quỷ ám, Chúa trừ quỷ này. Thấy người ta chết, Chúa làm cho người ta sống lại. Rồi Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa Giêsu gắn bó với Chúa Cha. Chúng ta biết những việc Chúa Giêsu làm thì mình cũng làm theo. Khi chúng ta làm theo những việc Chúa làm thì chúng ta cũng sẽ nhận ra Chúa. Anh em hãy tin thầy, thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Bằng không thì hãy tin những công việc thầy làm. Thật thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc thầy làm. Hay không? Ai tin, nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu đó, thì Chúa Giêsu làm được cái gì chúng ta cũng làm được như vậy. Điều thứ nhất là chúng ta lạy Chúa, xin cho con biết Chúa. Điều thứ hai, xin cho con tin Chúa. Mà để chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta phải nghe lời Chúa Giêsu này và làm những việc Chúa Giêsu làm. Ai tin vào thầy thì sẽ làm được những việc thầy làm. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu làm được cái gì mình cũng làm được cái đó. Thì thầy bảo thật anh em, ai tin vào thầy thì người đó sẽ làm được những việc thầy làm. Người đó sẽ còn làm được việc lớn hơn nữa, bởi vì thì thầy đến cùng Chúa Cha. Khi Đức Giêsu chết trên thập giá, khi Chúa Giêsu sống lại về với Chúa Cha, thì ai tin vào Chúa thì sẽ làm được rất là nhiều điều. Mà có là trước khi Đức Giêsu về trời thì Chúa Giêsu cũng truyền lệnh cho các môn đệ đi làm cho muôn dân, loan báo tin mừng đấy, làm cho muôn dân được biết Chúa. Và khi anh em đi rao giảng, anh em đi truyền giáo, anh em đi làm bác ái đấy, thì anh em sẽ có được những cái dấu lạ kèm theo này. Anh em sẽ cầm được rắn này, có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao này. Rồi anh em đặt tay trên bệnh nhân thì người ta được chữa lành. Thế thì khi chúng ta tin vào Chúa và làm theo những lời Chúa dạy thì chúng ta cũng có được cái quyền năng mà Chúa Giêsu ban cho. Thì Chúa Giêsu nói ngày hôm nay rất là rõ, ai tin vào thầy thì cũng sẽ làm được những việc thầy làm và sẽ còn làm được nhiều việc nữa khi thầy về cùng Chúa Cha. Khi Đức Giêsu đã chết thay cho tất cả chúng ta, khi Chúa Giêsu sống lại về trời thì chúng ta cũng sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa, bởi vì Chúa Giêsu ở với Chúa Cha và Ngài hằng cầu nguyện cho chúng ta. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh thầy mà xin thì thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Chúa Giêsu về với Chúa Cha. Nếu mà chúng ta cầu xin điều gì là chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô thì Chúa Giêsu cũng sẽ làm cho chúng ta. Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Chúa Giêsu đó. Nếu anh em nhân danh thầy mà xin thầy điều gì, chính thầy sẽ làm điều đó. Khi chúng ta cầu nguyện, giáo hội luôn luôn có một cái lời cầu nguyện là chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu nói là nếu anh em cầu nguyện nhân danh thầy thì thầy sẽ làm cho anh em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa thì không phải nghe một lần mà chúng ta hiểu được đâu. Nhưng mà chúng ta phải nghe đi nghe lại nha. Thế thì để biết Chúa thì chúng ta phải nghe lời Chúa, nghe đi nghe lại, nghe lời Chúa. Rồi cũng phải cố gắng làm những việc Chúa làm.
Chúa bảo chúng ta đi truyền giáo thì chúng ta đi truyền giáo, Chúa bảo chúng ta làm bác ái thì chúng ta làm bác ái. Và khi chúng ta làm thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là rất là nhiều ơn huệ. Con thì con cũng thấy những cái việc như vậy đó. Cố gắng con thì lắng nghe lời Chúa hàng ngày. Rồi cái thứ hai á, là Chúa làm cái gì thì con cũng bắt chước làm theo, nhất là làm cái công việc bác ái. Và khi làm cái việc bác ái thì con mới thấy rằng là nó có rất là nhiều những cái điều lạ lùng. À, nhiều khi mình ngồi mình gẫm lại một năm mà gẫm lại mình nghĩ mình không thể làm được. Và đây là rõ ràng đó là quyền năng của Thiên Chúa. À, tất cả những ai phụng sự Chúa thì cũng sẽ làm được những việc Chúa làm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hàng ngày thì con vẫn cố gắng chia sẻ lời Chúa. Ông bà và anh chị em cố gắng nghe nhé. Không chỉ là nghe một lần mà phải nghe nhiều lần. Nghe đi nghe lại, lúc nào vẫn đi làm việc nhà hay gì chúng ta cũng có thể nghe. Thì lời Chúa mới từ từ mới thấm vào trong lòng chúng ta, rồi chúng ta mới hiểu. Hiểu lời Chúa là chúng ta mới biết Chúa. Biết Chúa thì chúng ta sẽ theo Chúa. Và theo Chúa thì chúng ta cũng sẽ làm được những việc Chúa làm. Xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên tất cả chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.